Đến Facebook sau nó kiểu nó sửa chữa cái gì biết ống nó đi đằng nào ngay à. Để làm gì? Bịt mồm lại. Quá đơn giản, bịt mồm lại, đéo ai nó thổi. Đi đường tắt thì ai nó thổi, đừng có đi đường chính. Vì anh nói là cái này nó còn tận mấy chục phần nữa cơ mà. Cái dâm mà. Anh đã thấy nơi để buộc cái đinh hắt cắm ra kia.